Thưa bác, đây là con cơn độc vàng 12K của bí xưa thập kỷ từ 65-75, thằng chuẩn ao nhất nhé. Về nó nhất thì quá yên tâm rồi. Và bây giờ là em đang quay, lúc này nó hơi sẩm tối. Và là trời nó rất là tối nhanh, thông thường thường là 5:30-6 giờ. Bọc vàng sáng gương rồi, cái này đầy trung nhá, chữ to, chữ in hoa đầy trung. Nguyên zin này, ở gầm cầu dưới giữa thì bao giờ nó có chữ AO 12K ghép. Tất cả thông tin về kính bên em luôn luôn ghi bên dưới video, kèm theo cái địa chỉ và số điện thoại lâu năm. Đã khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu rồi, 25 năm thì kính cổ đồ xưa rồi. Có yên tâm nhá. Và quay sẩm tối nhá. Tiếp theo ra đi sang càng phải và càng trái nhá. Càng phải nó có thông tin thông số là 5/2 biểu tượng logo American Optical 12K ghép. Chuyên vang nguyên zin. Và xuất sắc nhá. Và bây giờ sang đến càng trái xem là cái gì đây. Và càng trái cái thông tin thông số nó cũng thế thôi, đảo chiều nhau chữ viết in hoa. 5/2 biểu tượng logo American Optical 12K ghép. Chuyên vang nguyên zin, xuất sắc nhá. Và bác lưu ý trước khi đến xem kính cổ đồ cổ xưa đồ lớn Mỹ thì bác đến điện thoại trước để mình tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu cố vấn chuyên sâu tất cả về kính cổ đồ cổ. Đấy là một trong những cái giá trị lớn nhất của bán xong đồ cổ xưa lâu năm, thương uy tín hơn 20 năm, một địa chỉ, một số điện thoại nhất nhất duy nhất. Các bác mua kính cổ đồ cổ nên lưu ý là chọn địa chỉ và số điện thoại lâu năm, tuyệt đối không mua chỗ nào mà chỉ có một số điện thoại không thôi thì rủi ro rất là lớn nhé. Kính cổ đồ cổ phải mua ở chỗ mà có địa chỉ và số điện thoại lâu năm. Thế còn nhiều đối tượng nó không có địa chỉ chỗ khuất, chỗ khó nhìn, khó tìm thì vứt đi hết á. Và rất là cảm ơn bác xem video. Xin chào, hẹn gặp lại bên sau nhé.